em ghi vào tay nha. Quay bị thử đi để mình lấy cái ấy kìa. Mở cổ không? Nhưng mà này mới kết mà. Da mặt nhiều mụn quá chị ơi. Ủa nhắn được cho chị chưa? Hoàng, em đang nhắn được cho chị Hoàng đó. Em đang nhắn Zalo cho chị thân của Hoàng phải em không? Cái gì mà khóc dữ vậy? Phải em đừng nhắn được cho chị ở trên Zalo trên TikTok hải không? Hay là Zalo gì đó? Em muốn đi đi đánh mà giờ chưa đủ kinh phí. Em mượn nhiều không? Mượn nhiều không phải có tầm bao nhiêu tiền? Hello, hello, everyone. Hello mọi người trên Facebook và mọi người trên TikTok. À, mọi người ơi, nếu mà ai có nhu cầu về tôi lấy nhân mụn á, thì từ đây trở về sau mọi người chỉ có lên trên trang YouTube của Hana để tụi con nha. Mọi người có thể một chút xíu mình sẽ để cái đường link YouTube của mình trên cái livestream này, và mọi người phải theo cái đường link đó, mọi người vào cái đó, mọi người đăng ký cái kênh mới của mình giúp
đó đăng ký giúp mình nha. Em muốn hơi hơi thăm, hơi hơi thăm cho nhiều, thăm cho nhiều thì em có thể xài vitamin C nha. Thế là mọi người có ai đang muốn tham khảo về sản phẩm hay là cái gì không, mọi người cứ nói là mình sẽ tư vấn cho mọi người ở trên livestream này luôn á. Hello, hello Thiên Ngân, hello Mai nha, hello Mai. Mọi người có cần tư vấn về sản phẩm một cách kiểu hay không? Tư vấn liệu trình được. Chị có chị sẽ rổ đúng không ạ? Bên chị chưa điều trị sẹo rổ nha em ơi. Thời gian tới thì mình sẽ điều trị, sẽ điều trị sẹo rổ như bây giờ mình không nha. Em đang ở CRV Loka. Có sản phẩm trị sẹo rổ không ạ? Sản phẩm trị sẹo rổ thì nó chỉ có sản phẩm tế bào gốc phục hồi da thôi. Thì cái giá của nó là 1.600.000. Cái sẹo rổ mà sẹo mới ấy, thì nó điều trị được nha. Còn mà sẹo lâu rồi thì nó phải mình phải tách đá sẹo bằng kim tiêm thì nó mới hết được. Chị Thanh xài vì vậy chị xài vitamin C nha. Tường Vi, rổ cho con to mình làm sao vậy chị? Rổ cho con to thì em sẽ tẩy da chết một tuần 2-3 lần xong rồi mình kết hợp dưỡng vào. Nếu mà to quá thì mình phải làm mấy cái gì đó như 5 kim tiêm thì nó mới hết được nha. Hello chị, hello Võ Hành Tiến, hello em. Hôm nay chị sẽ không có livestream muộn như mọi người, thì đây về sau chị sẽ không có livestream muộn ở trên cho em Facebook này nữa, mà chị livestream trên ủa mà chị đăng cái clip lên trên YouTube. Mọi người chịu khó chút xíu chị sẽ để đường link trên cái livestream này về cái YouTube mới của chị, mọi người qua đó đăng ký với chị ha. Livestream này chị sẽ giữ để cho mọi người biết là chị không có livestream trên TikTok này nữa, cố trên Facebook này nữa nha. Mọi người thắc mọi người xài vitamin C giúp chị nha. Em có xa chị quá, chị có xa lắm thắc mà. Mọi người có cần chị tư vấn cái gì khác ngoài cái coi mụn không? Điều trị cho chị là từ 500-700.000 một lần cho lấy mụn và điều trị phục hồi da tại serum hoặc là collagen. Còn ngoài ra thì nếu mà vấn đề bị thâm sẹo thì mọi người có thể sử dụng cái biện pháp như là lăn kim, chi kim. Em biết vì sao luôn á nha. Hello Thành Long. Hôm qua cũng có lâu quá không gặp mà mới gặp hôm qua. Tại vì em cấp quá chứ chị. Cái livestream này một số thì để dành tặng cho mấy đứa nào mà trước giờ ăn cắp những cái clip Facebook của chị đó, là bây giờ này mình có mơ cắp được của chị nữa nha. Nhắm nhẹ một chút xíu vậy thôi, mình cũng mơ mà ăn cắp clip của mình nữa nha mọi người. Đừng có nhớ kiếm tiền trên các đào xương máu của người khác nha. Rất là khó chịu, đừng có mà thập thò như vậy mà để mình ra biết nào nâng cấp cái cớ rồi đăng lên từ kiếm tiền. Của đâu ra ai làm sẵn cho ai vậy? Tốt nha. Chị là chị chưa tìm được ra đứa nào ăn cắp biết của chị nha. Chị tìm ra là chị tới nhà chị đào mã để ra nha. Khoảng bao nhiêu mà chị? Khoảng bao nhiêu cái gì? Cái gì khoảng bao nhiêu? Hello bạn. Anh cho sale chị. Hello 8. Ghê vậy. Chửi vậy thôi. Nói kiểu mạnh mồm vậy thôi chứ cũng dám làm gì ai đâu mạnh mồm. Nhân hồ. Hello bạn. Không dám nhân hồ đâu. Chị không có live stream nặng bụng nữa em ơi. Bây giờ muốn coi nặng bụng thì lên chị khó lên trên trang YouTube này hợp lý là gì? Chút xíu chị sẽ đợi cái đường lên. Nhìn quá cái lỗ này hợp lý. Nhưng mà nó sẽ không có thật. Một chút xíu chị sẽ để đường link YouTube trên cái live stream này cho mọi người xem nha. Quá trời đỏ chói cả màn hình.
quay qua cái hồi sao lên bước xem. Thấy không? Tóc cái như vết lọc vậy. Đi đi theo cái tay chị không? Cái đồ là tháng rất đông nha chị. Ok, cảm ơn em nha. Tiền ghe lên Sài Gòn mà ghé khổ. Hello Khoa. Ủa chứ ở đâu thì cũng quốc hạ chứ không có ngát. Bần tăng chưa ngát ai bao giờ nha. Hello Ken Sai. Khoa cũng có live stream trước luôn. Nếu chị ngon. Trời ơi, ở đâu thì mình cũng hút hết á, đâu mình cũng cũng chơi được hết trơn mấy bạn. Động động tới đồng tiền xương máu của tụi mình cũng phải làm. Biết là hả, vất vả lắm không? Mà nó chỉ còn ngồi ở nhà nó ăn mát nó hưởng lợi. Tôi biết bao nhiêu loại rồi mọi người. Không. Ủa chị bỗng sinh đó mọi người, trời ơi, người ta mong lấy cái gì giống hoa hậu Hồng Kông không? Mẹ nó mặn thật luôn đó trời. Em xem bà đấy không? Có. Trời ơi bà đi diễn cái gì thời trang cái gì đấy. Biết không đậu rồi nên diễn chứ. Bà ăn như thật ấy, người ta thì đứng xoay múa cho nó đẹp, bà đứng bà ăn không à, cười. Phụ gì nóng vậy bé em xinh đẹp. Trời. Bị ăn cắp clip đó mà mọi người, live stream lên nó bị ăn cắp clip xong rồi đăng lên YouTube làm mà. Chính chủ thì không đăng được mà người bị pha ke thì được kiếm tiền mọi người. Chị ơi chắc thứ bảy em qua dẫn em hai làm em qua nữa. Ok nha Thám, ok qua đi cưng. Ê nhắn chị cái giờ nha, thứ bảy khách đông thì em không đợi, nhắn chị cái giờ. Nếu em muốn mà vô làm luôn thì 9 giờ mình sẽ tập về em né chị luôn. Mà nằm trên giường là làm luôn hả, không có đợi chờ gì hết á. Hôm qua có like không? Qua không có like nha. Qua không có like qua. Nhiều chuyện. Tối nay chắc cũng không có like nha mọi người. Tối nay mình đi chơi lại. Hiện Ngân, một liệu trình lấy cho mụn bên chị bao nhiêu ạ? Hiện Ngân ơi, một lần lấy cho mụn bên chị là lấy cho mụn không đó thì 300.000. Còn thường là sẽ phải chạy thêm những chất để phục hồi ra nữa thì 200-400 nữa ha. Bé yêu. Ủa Hạnh đang lấy mụn bên kia hả dạ anh? Hai người luôn à? Không, bạn kia đi chuyện mất rồi. Quá trời quá đất. Bỏ té, bỏ bê tụi tôi luôn. Mong nếu mà tối nay á, nói chung là mình chỉ đi cà phê thôi mấy bạn. Tối nay các bạn muốn nói chuyện thì mình sẽ live stream cho mấy cái đẹp của mình. Rồi mấy cái đẹp lên nói chuyện với mọi người luôn, nếu mọi người thích. Mọi người chỉ cần nhắn tin chị nghe ơi live stream. Gọi hồn kia lên là chị sẽ gọi hồn lên mình live stream với mấy đứa. 2 giờ đông khách không chị? 2 giờ hả? 2 giờ nếu mà được thì qua đi cũng sao? Chị chúc là chị em 2 giờ 3 người nha Phan ơi. Hello con nữ Phan, hello chị Lan, hello Vũ. Mọi người ơi, hôm nay cái live stream này không có live mục nha mọi người. Mình chỉ lên nói chuyện với mọi người thôi. Mọi người thấy không? Bên mình đang quay clip nè. Để chuẩn bị làm một cái kênh YouTube mới. Thì kênh YouTube đó thì nó sẽ là Hana Spa Clinic. Mình sẽ để cái đường link trong cái live stream này cho mọi người vào đó, mọi người đăng ký mình nhá. Kênh mới mình đang làm đó mọi người. Chị đọc vậy là nó lên nó đánh nó toàn ra cái bên kia không? Hả? YouTube đây. Giờ mà đánh tên là nó chỉ ra bên kia chứ nó không ra bên mình đâu. Thì phải để đường link đó cho mọi người qua đó. Giờ nó là... Nó rủ hết mấy đứa trong hình luôn là sao? Ở Gò Vấp, ôi chao ôi xa quá, em muốn đến mà chưa có thời gian. Hello Pi, Pi ở đâu rồi mọi người? Mọi người ghé ủng hộ chị đi, mai mốt chị sẽ mua tô, đi giúp mọi người đi làm hộn. Xịn quá chị ơi. Chịu không? Ok là ghé ủng hộ chị đi, có tiền mua cái tô chị đi giúp mọi người. Đi đón Nghiệp, đi làm Nghiệp. Ghê, ghê đó, dễ cuộc đời. Hello người đẹp, hello. Xuất sắc đúng không? Yeah. Qua đây. Đi. Dạ, có bận quá không dạ? Cũng bận, bình thường không bận như bận ngày. Ok. Ok chị, em tin chị. Tin chị đi. Hello cảnh, trời ơi qua bên đây cũng không nói. Hello Phương. Có luôn hả? Chị kêu anh nào tài trợ luôn với chị em. Chị cảm thấy là không có anh nào tài trợ rồi đó. Đâu chị phải tự thân chọn mộng rồi đó.
Để em rảnh sắp xếp qua, dạo này việc nhiều quá. Qua đi nha, để không hơi bụng nhiều quá nha, không được á. Mọi người ơi, không kể em với anh bận cả đi nha. Có anh, Ngân livestream kêu gọi có anh nào tài trợ cho mình một số tiền mua ô tô để tôi rước mấy bạn đi nặng bụng không mọi người? Ai có lòng hảo tâm không? Để em quay, để em quay cái chị, để em quay cái chuyện hồi. Mọi người chỉ cần dâng hiến. Người ta đi. Xong rồi. À? Mọi người chỉ cần cho tiền tài trợ cho mình chiếc ô tô thôi, mình sẽ dâng hiến cuộc đời của mình cho các bạn. Gay đấy. Hello thiệt. Trời ơi, sao đi qua đây nữa sẽ kém sai. Đây tôi thấy bút xinh hơn cái tóc nha. Tụi tôi xinh hơn mà. Ở ngoài kia buồn tin dữ nữa. Hello chị Hoài. Xe hơi kẹt xe lắm. Sắm chiếc trực thăng cho chị. Thả dây xuống kéo đi. Hay là thả dây ha. Nói chung là có bao nhiêu tiền thì mua đó. Bây giờ có ít tiền thì mua chiếc xe hơi. Tiền nào nhiều tiền thì mình mua máy bay trực thăng giống như Facebook với lại Phương Phạm đó mọi người. Mình không vương tầm thế giới vậy luôn. Ở Việt Nam chưa ai làm chị nói đúng không? Anna Spa sẽ làm cho mọi người xem. Mình đủ banh sát luôn đó trời. Máy bay trực thăng. Ok chưa? Hẹn 2 tuần nữa gặp chị ok nha. Chính rồi, sao hôm qua đi chính, sao ra làng ra sớm. Sợ tôi đóng cửa hôm qua rồi bây giờ tôi mở cửa thì đã không qua. Phan Hana. Trời ơi cái gì mà ông vừa Facebook bên vừa TikTok rồi các kiểu luôn vậy. Ông Kim Snai kia. Ủa chứ mình tưởng là trên TikTok mình đẹp hơn trên Facebook chứ mọi người. Vậy là trên Facebook là 100% đó mọi người. Trời ơi, lại hợp lý nữa là do Cúc tầm nhìn nữa. Ủa mai khốt, ai gọi vậy? Alo. Mọi người có bị lắc không vậy? Tờ có bị gọi nó bị lắc sao? Làm gì áp? Cái này là tự tôi chiếu đó. Chứ làm gì có áp nào mà chiếu được chạy. Tự tôi chiếu nha. Rồi, giờ lên cái chỗ tê nhất cuộc đời. Da em bị rỗ do mụn. Ông đừng có che đi cái đèn của tôi nha. Bị rỗ do mụn thì nếu mà rỗ mới á, thì mình xức tới cầu gốc thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Đi. Còn mà nếu mà sẹo cũ lâu rồi á thì mình phải nấm kim tách lá sẹo thì nó mới hết được. Ta mọi người trên TikTok mọi người thấy không, bên mình là đỉnh của đỉnh luôn ha. Trên Facebook vậy ha. Yêu cầu trên Facebook xinh hơn. Xin lỗi, xin lỗi. Lấp lánh luôn. Trên TikTok này mình không có kéo được cái tiêu tạo mọi người, nó chỉ có một chế độ gì thôi à. Ngoài còn xin dữ nữa, tại mọi người không biết đó thôi. Hình như Thanh chưa có thuốc đúng không? Ừ. Sao vậy? Video có đẹp không nha? Mọi người có bé gì mình cũng xinh. Mình có chi nữa nha, sắc nó không?
Rồi. Dưới xuống xuống dưới cái cằm ạ, cái cằm ạ. Cái này nữa. Bẻ gãy cái đèn đấy. Cái này thì nó nêu nó như nó trúng nó như hoa ấy. Gãy rồi bụp vào mặt khách phát là thôi đi luôn. Tí nữa gọi nó không dậy nè. Hai. Thầy hè. Mọi người mình thấy cảm thấy là mình ở ngoài còn đẹp hơn ở trong cái thị trường mình đó. Qua đi chim được cái nhan sắc của mình. Tắt filter đi chị. Cậu này bên like hay nhất trong ngày. Đúng không? Bên like hay nhất trong ngày luôn chị. Trời ơi thì đẹp hơn, ngoài đẹp hơn thì tắt filter đi. Em của em muốn coi mặt anh áo xanh. Gì? Ủa bị cay nữa hay gì? Không có bị cay, chị rồi. Rồi. Xong rồi hả? Ừ.